Thưa quý vị và các bạn, 97 năm qua, báo chí cả nước nói chung, tỉnh Tiền Giang nói riêng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, làm cầu nối truyền tải những thông tin hữu ích đến với nhân dân và mang tiếng nói của người dân đến với các diễn đàn. Chính vì lẽ đó, người làm báo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tích cực ra sức thi đua, sáng tác những tác phẩm chất lượng nhất, truyền tải những thông tin hữu ích nhất đến với khán thính giả, độc giả gần xa. Trước hết phải kể đến sự dấn thân của họ trên mọi lĩnh vực, địa bàn, dù bất cứ nơi đâu, nội, ngoại thành hay rừng núi, biên giới hay đảo, kể cả thiên tai bão lũ, dịch bệnh, bất kể ngày hay đêm, nơi nào có sự kiện là họ luôn có mặt kịp thời nắm bắt, chuyển tải thông tin mới nhất đến người dân. Chính vì lẽ đó, mỗi một bài viết, một hình ảnh hay thước phim của họ đều mang đậm hơi thở của cuộc sống, người thật, việc thật trong bước đường chuyển mình phát triển của đất nước và địa phương. Tác phẩm của họ thể hiện góc nhìn của thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, được kết tinh từ kỹ năng, niềm đam mê của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Từ phóng viên đài tỉnh cho đến phóng viên đài huyện, một khi đã chọn nghề thì với họ chỉ có đam mê và dấn thân, không ngại bị so sánh giữa phóng viên địa phương với báo đài tỉnh, trung ương, mà họ vẫn ngày đêm miệt mài với công việc để cung cấp cho khán thính giả những thông tin hữu ích nhất, phát huy đúng vai trò tôn chỉ, mục đích của người làm báo. Trong quá trình công tác làm ở đài truyền thanh cơ sở thì gặp cũng không ít khó khăn, nhưng mà mình nghĩ là lúc nào mình cũng phải phấn đấu hết mình. Đi thì quay đôi lúc ghi xuống rồi quay cũng không được, rồi người dân người ta từ chối, người ta không chịu hợp tác, nhưng mà vì yêu nghề đó mình mới phấn đấu hết mình. Trong một ngày có những cái sự kiện nhiều của huyện thì buộc lòng mình phải chạy tới chạy lui để lấy hình ảnh, lấy thông tin, rồi về thì phải biên tập. Bản thân tôi và tất cả các đồng nghiệp nữ ở đây luôn luôn cố gắng là giống như nỗ lực vượt qua cái khó khăn đó, sắp xếp chu toàn công việc với gia đình để hoàn thành nhiệm vụ chung. Một tác phẩm báo chí, nhất là thể loại báo hình và báo nói, luôn hoàn chỉnh, phải có cả một ekip cùng thực hiện. Mỗi người một công việc, từ biên tập, đọc, dựng hình và cuối cùng là truyền tải phát sóng, phục vụ cho khán thính giả gần xa. Mỗi người một công việc đều có những cái khó nhất định, nhưng tất cả cùng góp sức mình để có được một tác phẩm chỉnh chu nhất gửi đến bạn xem nghe đài. Cái nguyên tắc chung là thực tế là phải là cái đảm bảo nghiêm túc giờ giấc, giao nhận ca, vô trực giờ, vô làm việc với góc độ trách nhiệm cao, luôn phải quan tâm, tìm hiểu, cũng như theo xem các chương trình như thế nào, rồi cái phải thường xuyên nghiên cứu cái phần mềm phát sóng kỹ thuật để mình xử lý cái hạn chế thấp nhất là cái vấn đề mà sai sót lên sóng. Là một phóng viên hoạt động trên lĩnh vực truyền hình thì tôi không ngừng học tập về chuyên môn nghiệp vụ cũng như là nghiên cứu về cái nghị quyết và chủ trương chính sách của đảng nhà nước cũng như là nghị quyết của địa phương. Tôi luôn tìm cách thay đổi cách thể hiện về góc nhìn cũng như về cách diễn quạt để cho khán giả không nhàm chán về cái lĩnh vực truyền hình. Đó cũng là góp phần vào sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Thầm lặng cống hiến không cần được xướng tên, không được nhiều người biết đến, nhưng với họ, mỗi tác phẩm được hoàn thiện, được phát sóng, được đăng tải là một niềm vui mới của những người làm báo. Những con người ấy đang hàng ngày, hàng giờ miệt mài, lặng lẽ với công việc của mình. Có nhiều hơn một cách để cống hiến và nhiệm vụ của họ là hết mình phía sau màn ảnh, tạo ra những tác phẩm, truyền tải những thông tin hữu ích, mang niềm vui tinh thần cho hàng triệu triệu khán thính giả, thể hiện đúng vai trò trách nhiệm của những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Không ngừng ra sức thi đua, thực hiện ngày một tốt hơn vai trò cầu nối giữa đảng với nhân dân.